Ở video clip trước, nếu các bạn còn nhớ thì My đã từng test âm thanh cũng như là review về ba dòng loa của thương hiệu LG mang tên là LG Xboom Go BL2, BL5 và BL7. Thì các bạn có thể xem lại ở trên đây ha. Và bây giờ đây trên tay của My đó chính là hai sản phẩm tai nghe cũng cùng thương hiệu của LG và được tích hợp thêm một hãng âm thanh vô cùng đỉnh đến từ Anh Quốc, đó chính là Meridian nữa. Vậy bây giờ đây hãy cùng My xem hết video clip này để xem là hai bạn này sẽ đem đến những tính năng nổi bật nào nhé. Đập vào mắt My cũng như là các bạn có thể nhìn thấy được là hình hài ở bên ngoài của cái hộp với các bạn nó rất là vuông vức và rất là nhỏ gọn, nằm gọn trong lòng bàn tay của My luôn nè. Đó, như thế này ha. Nhìn cái hộp nó rất là cứng cáp, nhưng mà My không biết là sản phẩm ở bên trong của hai dòng tai nghe của LG này có cứng cáp hay không. Thì bây giờ My sẽ mở hộp khui hộp ra để các bạn có thể thấy được là điểm giống và khác nhau ở hai em này nha. Bên trái của My đó chính là Tone Free HBSFN4 và bên phải của My đó chính là Tone Free HBSFN6 nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ khui hộp để xem là phụ kiện bên trong hai sản phẩm này có điểm gì giống nhau và khác nhau nha. Tên tên, đây là nhân vật chính của chúng ta nè. Một xíu nữa chúng ta sẽ đi phân tích sâu về nó sau. Bên trong đây chúng ta sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng, cái cáp sạc Type-C rất là chắc chắn và rất là dài luôn nè các bạn. Chúng ta sẽ được tặng thêm cái đệm mút silicone đó, đệm vào tay của các bạn có đủ size cho các bạn luôn, SML ha. Rồi, để xem là bên FN6 chúng ta có phụ kiện gì khác so với FN4 hay không. Cũng là sách hướng dẫn sử dụng, một sợi cáp Type-C cũng y chang luôn, không khác gì. Về thiết kế của hai bạn này thì My rất là thích, các bạn có thể nhìn thấy được nè. Rất là nhỏ gọn luôn, khi mà My cầm như thế này ha là My liên tưởng đến chiếc bánh Oreo á các bạn. Hồi nhìn rất là cưng và sang dã man bởi vì là nó làm từ chất liệu là nhựa nhám lại là màu đen nữa, nên giúp các bạn hạn chế được mồ hôi và dấu vân tay cực kỳ nhiều. Và các bạn nào chúng ta lỡ làm dơ cái case bên ngoài của tai nghe á thì các bạn của chúng ta hoàn toàn là không có vấn đề gì cả, bởi vì là không có ai thấy được như thế này đâu, rất là khó thấy. Và trên phiên bản của tai nghe LG Tone Free của FN4 và FN6 thì cả hai đều có chung hai màu là phiên bản màu trắng và phiên bản màu đen. Nhưng mà đối với phiên bản màu đen á các bạn thì làm từ chất liệu cao cấp của LG nhưng mà là nhựa bóng chứ không phải là nhựa nhám như màu đen đâu ha. Còn về kích cỡ thì My xin được mượn cái AirPods Pro của anh cameraman để cho em một tí nha. Rồi đây nè các bạn, và My sẽ so sánh kích cỡ cho các bạn luôn. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được nè. Thương hiệu của LG FN4 và cả FN6 nó nhỏ hơn nhiều so với thương hiệu của AirPods Pro trên thương hiệu của Apple luôn đó các bạn ơi. Ghê không? Rất là nhỏ luôn ạ. Trước khi mà test về âm thanh thì My sẽ nói sơ qua một vài tính năng cũng như là những đặc điểm nổi bật có trên hai bạn này ha. Về tổng thể thiết kế bên ngoài cũng như là các tính năng chung á thì cả FN4 và FN6 đều không có khác nhau là mấy, nhưng mà sẽ có hai điểm cơ bản để có thể phân biệt được đâu sẽ là FN4 và đâu sẽ là FN6. Một xíu nữa ở cuối clip My sẽ chia sẻ đến cho các bạn. Còn bây giờ My sẽ lấy tai nghe Tone Free của LG FN6 để review cho các bạn về chất âm cũng như các tính năng nha. Là một hãng âm thanh Anh Quốc vô cùng nổi tiếng thì mỗi bên tai nghe chúng ta sẽ có hai mic để thu voice của các bạn, có công nghệ chống ồn giúp các bạn đàm thoại một cách tốt nhất. Và trên hộp sạc còn được tích hợp cho các bạn đó chính là sạc không dây, và tai nghe sẽ có công nghệ sạc nhanh ha, chỉ với 5 phút sạc thôi thì các bạn có thể tha hồ sử dụng là 1 tiếng liên tục. Và thời lượng pin rất là trâu, cụ thể là 6 tiếng nghe nhạc liên tục, và khi kết hợp thêm một cái hộp sạc nữa thì sẽ cho các bạn thời lượng lên tới là 18 tiếng. Kháng mồ hôi, kháng nước cực chuẩn là IPX4, nên các bạn nào chúng ta hay tập thể dục một cách chạy bộ nè, cũng như là đi mưa nhỏ mà vừa nghe nhạc luôn á thì không có vấn đề gì. Nhưng mà các bạn hãy lưu ý là khi mà mình ngâm thẳng vào nước thì lại là chuyện khác nha. Đừng thấy tai nghe của mình mà bị dơ một tí là các bạn đi rửa tiêu đời đó. Phía trước của hộp đó chính là đèn báo hiệu từ xa, phía sau là cổng sạc USB-C, và phía bên hông sẽ là nút vật lý giúp các bạn biết được dung lượng pin của mình đang yếu hay là đang đầy. Lúc mở ra nó sẽ có cái đèn bên trong hộp nè các bạn. Đèn này đó chính là đèn UV Nano mà hãng LG đã sáng tạo và tích hợp cho sản phẩm của mình của FN6. Và chỉ cần các bạn cắm sạc vào hộp và đợi 10 phút thôi thì nó sẽ tiêu diệt 99,9% vi khuẩn có trên tai nghe của mình. Và lưu ý, nếu bình thường mà nghe nhạc xong bỏ lại vào hộp thì nó sẽ chẳng có tác dụng diệt khuẩn đâu nha. Chỉ có kết hợp khi các bạn sạc vào hộp sạc mà thôi. Và hộp 500 có cái hít tai nghe nè,
cái hộp của các bạn nó có một cái nam châm để các bạn có thể hít tay ha, và cũng có cái nam châm để hít cái nắp lại luôn, và bên trong sẽ có đèn phát tia UV nano là cái đèn màu xanh. Phải nói là so với dòng tai nghe True Wireless khác trên thị trường thì chiếc tai nghe Turn Free FN4 và FN6 nó rất là nhỏ, thậm chí mà nếu so sánh với lại AirPods Pro hồi nãy thì nó còn nhỏ hơn như Mi đã làm ở trên. Phía trước thì nó sẽ có cảm biến khoảng cách và phía sau sẽ có hai microphone, một là trên đỉnh đầu, hai là ở dưới chân nè. Ngay ở mặt trước sẽ là phần cảm ứng, chỉ cần các bạn chạm vào để điều khiển thôi, một chạm, hai chạm, ba chạm thì tùy ý các bạn sẽ play stop nhạc nè, điều khiển trợ lý ảo Siri, tăng giảm volume, next qua bài hát khác. Cái đệm tai này là các bạn nó cực kỳ là êm luôn, cực kỳ là mềm và khả năng bám của nó rất là tốt. Bây giờ mình sẽ test bằng cách là đeo thử vào hai bên tai của mình và vừa nghe nhạc vừa quẩy vừa lắc mạnh ơi là mạnh luôn để xem là hai cái bạn tai nghe này nó có bị văng, nó có bị rơi hay không ha. Sẽ vuốt tóc lên cho các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Và 3, 2, 1. Hoàn toàn là không có dễ bị rơi đúng không các bạn? Nhỏ gọn và bám rất là chắc vào lỗ tai của các bạn luôn. Khi sử dụng cái tai nghe của LG Turn Free á các bạn, thì các bạn hãy download một cái app về giúp Mi nha, mang tên là Turn Free nè. Cái app này hoàn toàn miễn phí trên hệ điều hành Android hay iOS gì cũng vậy. Mi đã download về rồi và Mi sẽ mở lên cho các bạn nha. Sau khi Mi connect xong vào cái app luôn á, thì ở đây các bạn có thấy một cái tính năng là Ambient Sound ạ. Đó, đây là một cái công nghệ xuyên âm luôn, giúp các bạn thu lại âm thanh môi trường bên ngoài và phát lại cho các bạn nghe. Nên là rất là thuận lợi cho các bạn nào mà mình đi làm văn phòng mà có ai đó mà lỡ nói xấu mình á, mình vẫn vừa đeo tai nghe mà vẫn có thể nghe được toàn bộ cái cuộc nói chuyện đó luôn, để mình có thể là đề phòng các bạn đó ha. Đây là một tính năng rất là hay. Và trong app này nó sẽ có 4 cái cài đặt âm thanh cho các bạn nè. Đó chính là Immersive nè, Bass Boost nè, Nathan Roll và Chapel Boost. Thì mỗi một cái tính năng như thế này thì mình sẽ giải thích luôn. Và cái chế độ Immersive này nè các bạn, đó, thì nó sẽ giúp cho các bạn cảm nhận được là cái dãy chung á, và dãy chung của nó là các bạn cảm nhận được và giúp giọng ca sĩ các bạn cảm nhận được nó rõ hơn. Và tiếp theo đó chính là về cái Nathan Roll này ha, thì là ba dãy của nó sẽ cân bằng với nhau luôn, nó có một cái âm thanh nó tự nhiên nhất. Rồi bên đây sẽ là Bass Boost nè, thì cái âm trầm của nó được đẩy lên cao thì cái phần bass sẽ nghe rõ và đã cái tai hơn. Và cuối cùng là cái Chapel Boost này nè, cái phần chép nó sẽ rõ hơn và nó được đẩy lên luôn. Và trên cái app này còn có một cái tính năng mới nữa để giúp cho các bạn có thể tìm kiếm được cái tai nghe của mình. Đây, thì lúc mà các bạn làm thất lạc hay là các bạn nó không, cái tai nghe của mình nó không có ở gần bên cạnh mình á, thì cái âm thanh này với tính năng này nè, nó sẽ phát ra, cái âm thanh của trên tai nghe nó sẽ phát ra để cho các bạn có thể tìm được cái tai nghe của các bạn đang ở đâu. Tuy là trên sản phẩm không có được trang bị công nghệ chống ồn chủ động, nhưng mà công nghệ chống ồn thụ động của nó cũng đã đủ tốt rồi các bạn ạ. Bởi vì sao mới nói như thế, khi các bạn đeo tai nghe vào ha, thì những âm thanh môi trường bên ngoài 70-80% sẽ bị chặn lại. Ok, bây giờ các bạn ơi, mình sẽ trải nghiệm thử một vài bài hát từ nhạc nhẹ cho đến nhạc sôi động, nhạc EDM, ô long hay là tiếng guitar nào đó. Để mình có thể là chia sẻ các bạn về chất âm của dòng tai nghe mới của LG FN6 là như thế nào ha. Khi mà Mi trải nghiệm thử một bản nhạc và Mi đang bật đó chính là bản Big City Boy của Binzy, thì từ cái nhạc sôi động của các bạn, Mi vẫn cảm nhận được là nó có chất bass nè, âm thanh của nó rất là chân thật luôn. Rồi, và Mi sẽ qua một bản nhạc khác nha, nhạc nhẹ xem như thế nào. Riêng cái phần nhạc nhẹ các bạn, Mi cảm nhận được chất âm nó êm dịu nè, từ âm trống, tiếng violon, tiếng đàn piano hay là bất cứ một cái tiếng đàn guitar nào đó, Mi cảm giác được nó rất là rõ luôn. Giọng ca sĩ nghe rất là tự nhiên. Đối với những cái chất bass đó các bạn, thì nó có cái tốc độ và nó có cái lực luôn, kỹ thuật làm rất là tốt, nói chung rất là hay. Chất âm thì rất là tự nhiên ha, giọng ca sĩ cũng nghe rất là rõ. Ok, đó là cảm nhận của Mi qua một vài bản nhạc làm ví dụ điển hình cho các bạn, từ nhạc êm dịu hay là cho đến nhạc EDM, nhạc sôi động. Các bạn ơi, để cảm nhận được những điều Mi nói có phải đúng như vậy hay không á, thì vào ngày mai cho đến ngày mốt thứ bảy và chủ nhật tuần này á các bạn, theo lịch sẽ là ngày 26 cho đến ngày 27 tháng 9, thì tại cửa hàng HNA Mobile sẽ có một sự kiện của LG diễn ra, và tại đây sẽ trưng bày các dòng loa cũng như các dòng tai nghe mà Mi review. Thì tới đây các bạn có thể trải nghiệm trực tiếp hoàn toàn miễn phí và còn được nhận quà nữa đó nha. Cuối cùng là về giá. Giá của HBS FN6 sẽ dao động là tầm 3,5 triệu, và FN4 sẽ có giá là 2,8 triệu, và nó sẽ chênh lệch với nhau khoảng 700.000 đồng. Và tại sao? Cùng tính năng, cùng chất âm, cùng hãng Meridian,
Nói chung là cùng về thiết kế luôn. Mà tại sao là FN6 nó lại mắc hơn nhiều so với FN4 thì bây giờ mình sẽ chia sẻ đến cho tất cả các bạn đây. Ở trên chiếc hộp thì các bạn có thể nhìn thấy được nè, FN6 nó có để là UV Nano, và đối với FN4 thì hoàn toàn trống không, không để một cái tính năng này nha các bạn. Trực tiếp đến cho tất cả các bạn luôn, bên trong cái hộp sạc của FN6 á, nó có một cái đèn màu xanh phát sáng nè. Đó, khi mình lấy ra các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được nè. Thì cái đèn phát sáng này, thứ nhất là tăng độ thẩm mỹ dành cho người tiêu dùng. Thứ hai là nó được tích hợp cái tia UV Nano để diệt khuẩn đến 99,9% khi các bạn kết hợp với lại sạc nữa. Thì điều này giúp bảo vệ sức khỏe dành cho người dùng luôn. Khi mà bạn bè của mình hoặc đồng nghiệp của mình nó có mượn tai nghe của các bạn đi nữa thì nó vẫn đảm bảo an toàn cho vấn đề tai của các bạn về lâu về dài ha. Đây là một điều mà LG năm nay đã tích hợp để bảo vệ sức khỏe trong cái mùa dịch Covid-19 như thế này, để đảm bảo người dùng của LG sẽ an tâm hơn rất là nhiều về sức khỏe của mình. Sau những thông tin mà My đã chia sẻ đến cho tất cả các bạn thì các bạn sẽ chọn sản phẩm nào cho mình đây, FN4 hay là FN6 của LG, thì hãy để lại bình luận ở phía dưới video clip này nhé. Nếu các bạn nào của chúng ta muốn trải nghiệm sản phẩm mà My nói trực tiếp luôn á, thì các bạn có thể đến ngay cửa hàng HNA Mobile tại số là 654 và 652 Lê Hồng Phong, quận 10, để chúng ta cùng nhau hòa mình vào sự kiện của LG vào ngày mai và ngày mốt, tức nghĩa là thứ Bảy và Chủ nhật 26-27 tháng 9 ha. Sẽ diễn ra vào khung giờ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối luôn, và hoàn toàn miễn phí mọi hoạt động trong sự kiện lần này. Nên là các bạn có thể tha hồ trải nghiệm từ dòng loa cho đến các dòng tai nghe của LG miễn phí nè. À các bạn thân mến, nếu các bạn nào á chúng ta muốn một cái dòng tai nghe đảm bảo sức khỏe của mình, có một cái hộp, cái case á, để đựng cái tai nghe, nó có màu sắc làm tăng cái độ thẩm mỹ hơn, thì các bạn chọn giúp mình đó chính là FN6. Và ngược lại, các bạn nào mà mình không quá chú trọng về vấn đề là diệt khuẩn á, cũng như là không muốn có đèn, nói chung là muốn cái giá nhỉnh hơn tí, thì các bạn có thể chọn FN4 ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết video clip lần này trên kênh của H Channel, và đừng quên để lại nút like và nút subscribe màu đỏ phía dưới video clip này để mình có động lực ra thật nhiều video clip khác, chia sẻ những sản phẩm khác tuyệt vời hơn đến cho tất cả các bạn nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.